lên nghe thử em test cặp loa Sony G7 bass 40. Cặp này sở hữu bass 40, nó nặng khoảng 1 tạ các bác nhá. Cặp này về rất là đẹp. Rất nhiều rồi, không cặp nào giống cặp nào cả. Cặp hôm nay về trong tình trạng đẹp, các cái ô caro này của nó còn đẹp hết. Thực ra thì với cái thương hiệu của Sony ấy, thì em cũng chia sẻ các bác là cái thương hiệu của Sony thì đồ âm thanh của Sony thì nhìn chung là không được tiếng lắm, cái tiếng tăm của nó ầm á. Cái tiếng của tức là cái thương hiệu của Sony thì về âm thanh âm quá. Cái Sony G7 thì nó cũng không nằm ngoài cái ngoại lệ đấy các bác nhá. Tuy nhiên thì cái thương hiệu nó không ổn thôi, cái thương hiệu nó không mạnh lắm thôi. Nhưng mà bù lại các bác được cái cấu hình rất là hợp lý, với tầm tiền thì quá là hợp lý luôn. Về cái củ của con này thì em làm review rất là nhiều rồi. Thôi cái clip này thì xin phép không là tháo củ nữa. Không tháo củ nữa. Và những cái dòng Sony G7 nó có một cái hay là gần như là về nó zin hết kể cả gân. Và gân con này cũng vậy thôi, vẫn còn rất là đẹp luôn. Bass 40 về cái thiết kế thì cực kỳ gấu. Em rất là mong muốn được về một cặp Sony G9 để phục vụ các bác, nhưng mà chưa đặt được. Rất là sướng cái Sony G9 ấy. Thì cái G9 thì nó to hơn đôi này, nó nặng khoảng 1.5 tạ, còn cặp này thì nặng 1 tạ. Đấy, bề chiều cao nó thì khoảng 1 mét. Đấy, và giá cặp này em sẽ để ở tiêu đề tin nhé các bác nhé. Giá thì cặp này thì em nhập được giá tương đối tốt, giá tương đối tốt em sẽ để cho các bác giá tốt. Tại vì bây giờ các bác hiểu là giá nó cũng phải không phải em quyết được, bởi vì nhiều yếu tố. Thì nhập được giá hợp lý thì em sẽ để cho bác giao lưu một cặp giá hợp lý. Đấy, cặp này thì rất là luột, đẹp. Đây, em quay chi tiết cho các bác xem. G7, G5 đánh rất là dễ. Thực ra thì những cái thập niên 90 thì anh em có thích thì thích những cái dòng gọi là TV Sony thôi, nét như Sony, Sony Chinichon. Chứ còn âm thanh của Sony thì anh em ít chuộng hơn. Nhưng tuy nhiên thì cái những cái cặp Sony mà kiểu những dòng G này thì sẽ phục vụ cho anh em không nặng về thương hiệu lắm. Chứ thực chất cái cặp Sony G7 là chất tiếng nó đánh rất là hay. Mỗi cái tên, giả dụ mà cái tem này mà chuyển thành JBL là mệt rồi. Vỏ vân góc cạnh rất là đẹp luôn. Em đang test bằng con 2033 La Mã của Hàn Quốc, đời 2001, 6.5 triệu. Đấy. Quay chi tiết, cặp này là quay chi tiết thôi. Còn test tiếng thì rất nhiều lần em test gần zin này. Loa rất là luồn.
cái những cái mảnh caro này là mảnh 3D, mảnh nổi đấy các bạn. Các bạn nhìn này, nó khe mảnh đấy. Chắc chắn, chắc nịch. Nặng gần một tạ các bạn. Rồi anh em có nhu cầu chốt thì alo sớm cho em nhá. Giá tốt mà, cho nên là anh em chốt thì ok sớm. Thiết kế của dòng này là thế nhá các bác nhá, là lỗ thở nó lệch sang cùng một bên, nó giống kiểu loa Mỹ. Đấy, tinh chỉnh nó cũng lệch về một bên, chứ không phải là cùng bên nhá, không phải cùng chiều nhá các bác nhá. Loa Mỹ là thường loa Mỹ nếu mà làm nó sẽ làm lệch cùng bên, nên nhiều bác không để ý thì bảo nó cùng chiều. Ví dụ như cặp Infinity 115 các bác nhìn tinh chỉnh nó cũng cùng một bên, được chưa, loa lệch cũng cùng một bên. Đấy, còn Nhật thì thường người ta làm đối xứng, nhưng có một số dòng ngoại lệ thì làm theo design của USA, của Mỹ thì người ta sẽ làm lệch cùng một bên. Đấy, ví dụ con này tinh chỉnh tem cùng một bên, lỗ thở cùng một bên, được chưa. Cho nên là có clip thì em nhớ em nói, nhiều anh em không biết thì lại bảo là cùng cùng chiều, không phải thế nhá. Hoặc những cái dòng diatone cũng vậy, có những cái dòng kiểu 35 anh nhớ cũng nhầm thì 35 nó cũng là lệch cùng bên. Đấy, có cả Bo 501 C4 này các bác này, Yamaha 590 bass 30 601 này. Đấy, tiếng oánh rất là thích nhá. Anh em nào thì chốt sớm giúp em nhá. Sony G7, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.